Đây là rau sắn bờ rào nhé các bạn. Mầm non chưa? Non lắm luôn nhé các bạn ạ. Hôm nay mình thịt con gà và mình đi ra ngoài vườn mình hái rau sắn nhé. Để về mình nấu rau sắn. Nấu rau sắn với xương gà các bạn ạ. Mầm bắt đầu non này. Rau sắn là phải rau bờ rào này thì nó mới ngon các bạn ạ. Chứ nếu mà là rau mình trồng kia thì nó không ngon đâu. Các bạn thấy rau ngắn mầm như này. Rau bây giờ mình nhặt nha các bạn. Rau rất là non, mình có thể nhặt bỏ cái cọng này đi thôi này. Mình hái non nhưng mà cái cành này nó vẫn già các bạn nhé. Mình vẫn phải nhặt bỏ cái tay của nó đi đấy. Mình hái non như này nhưng mà cái tay này nó vẫn già, mình phải nhặt bỏ đi. Rau này là đặc sản của Phú Thọ đấy các bạn ạ. Rau sắn của Phú Thọ đi khắp nơi, đi vào tận thành phố Hồ Chí Minh, đi về Hà Nội, đi đó đi đây, đi khắp nơi. Các bạn, một rổ rau đầy như thế này, nhưng mà mình nhặt đã xong rồi và mình chỉ có bỏ bấy nhiêu cái cặng già đi thôi. Bấy nhiêu cái cặng già nếu như các bạn không nhặt thì ăn rất khó ăn các bạn ạ. Bắt buộc các bạn phải nhặt nhé. Đó, mình nhặt xong rồi đấy. Bây giờ là mình cho đi để vò nhé các bạn. Rau sắn tuy rằng mình hái ở trên cao rất là sạch, thế nhưng mà mình vẫn phải rửa các bạn ạ. Rửa để mục đích là mình rửa qua những cái nhựa của nó nữa và những cái bụi. Khi mình nhặt thì là có những cái nhựa nó chảy ra ấy các bạn. Mình hãy rửa nó đi. Rửa qua đi, chứ còn rau này thì nó không bẩn đâu, bởi vì mình hái nó ở trên cao mà. Các bạn thấy chưa? Nước mủ của nó, nước nhựa của nó ra nó trắng phau rồi này. Bây giờ mình cho vào mình vò nhé các bạn.
Khi rau của mình nó đã săn được như thế này rồi, các bạn nhìn xem, mình vò rất là săn nhưng mà nó không bị nát rau nhé. Mình sẽ lấy một cái hũ, cái hũ như thế này mình cho nó vào. Ok, và mình lắp nó lại. Các bạn để ra chỗ nắng thì qua một ngày một đêm, đủ 24 tiếng đồng hồ, là thời tiết này nó nóng ấm thế này là rau sắn sẽ ăn được nha các bạn. Nấu là vừa ngon các bạn ạ. Và đây là rau sắn của mình vừa đủ 24 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Qua một ngày một đêm, cẫng của nó đã ngả sang màu vàng và nước của nó ngả ra màu trắng như này rồi các bạn. Đó là rau sắn chua vừa tầm ăn các bạn nhé. Thế là bây giờ mình cho đi để mình nấu nhé. Hôm nay mình nấu rau sắn với xương gà các bạn ạ. Và đây là xương gà nhà mình nhé. Mình chặt chân này, đầu này, cổ, cánh và xương sống của con gà. Con gà này nó mỡ nó khá dày, thế nên là mình thường thường là mình sẽ đảo rau sắn, mình cho dầu cho mỡ vào mình đảo rau sắn. Nhưng mà cái xương con gà này hôm nay nó lắm mỡ quá. Này các bạn nhìn, ấy, mỡ, thấy sợ không? Này bây giờ mình phải cho xương vào mình đảo trước nhé các bạn. Thế xong để cho cái mỡ này nó ra thì mình mới cho rau sắn vào mình đảo sau. Chứ không nếu như bây giờ mình cho thêm dầu mỡ nữa vào là không ăn được. Là mỡ lắm các bạn ạ. Thế là mình cho xương vào mình đảo nhé các bạn. Các bạn nhìn này, không cho dầu mỡ gì mà con gà nó ra rất nhiều mỡ. Các bạn có thể cho xíu hành khô vào cho mình nhé, cho củ hành khô vào cho nó thơm. Và khi đảo xương này các bạn hãy cho gia vị vào cho mình nhé, để mình đảo cho nó ngấm đã các bạn. Ra cái xương sống là một, cổ là hai, chân và cánh của gà này nếu như các bạn mà có cho vào các bạn luộc hay các bạn rang thì nó toàn xương rồi các bạn ạ. Mình cho vào mình nấu canh hầm canh thì nó còn ra nước nên là mình ăn canh nó ngon hơn. Khi mà xương gà của chúng ta nó đã ngấm mắm ngấm muối rồi thì mình có thể là vớt cái xương này ra nhé các bạn, vớt cái xương này ra cái nồi khác. Mỡ mỡ của cái xương gà mà nó ra nhiều quá. Và bây giờ mình cho rau sắn vào để mình xào nhé. Rau sắn mình vắt bỏ nước đi, xong rồi mình cho rau và mình xào nhé các bạn. Mình đảo để cho nó ngấm mắm ngấm muối đi. Thank you.
Như là ở rau sán này các bạn cũng có thể cho một canh, cho gia vị vào để cho nó ngấm rau cho nó đậm đà nhé các bạn. Phần xương mình đã cho muối mình đảo rồi, cho nó ngấm rồi, và bây giờ là cái rau mình cũng phải đảo cho muối vào để đảo cho nó ngấm nhé các bạn. Thì mình đã cho xương và mình chắt cái nước rau sắn vào đây rồi nhé các bạn. Và mình rau sắn mình đảo nó đã được mềm và nó săn rồi á, thì mình hãy cho vào đây để mình nấu nhé các bạn. Ok, và bây giờ mình đậy vung vào mình nấu. Các bạn hãy đun cho mình khoảng độ 30 phút các bạn nhé. Đó các bạn. Wow. Nồi rau sắn của mình đã từ khi sôi cho đến lúc bây giờ là mình đun khoảng 30 phút, 30-40 phút các bạn nhé. Các bạn xem này, rau cực mềm luôn rồi. Gà cũng rất là ngon. Mình nêm nếm nó vừa. Khi mình xào rau mình cũng cho muối rồi, cho gia vị rồi, và mình đảo xương mình cũng cho gia vị rồi. Và bây giờ các bạn nêm nếm xem là cái nước của nó đã đủ vừa chưa nhé. Cái nước cái rau đã đủ vừa chưa, và mình có thể nêm nếm mình cho thêm gia vị các bạn ạ. Theo mình là vừa rồi các bạn ơi. Đó, là mình tắt bếp và mình sẽ sơi ra bát nhé. Các bạn bây giờ có thể là các bạn cho chút hành lá cũng được, mà không thì khi mình đảo xương và mình xào rau mình đã cho hành khô vào rồi thì nó cũng đã có vị thơm rồi các bạn ạ. Rồi các bạn cho hành lá nữa thì cũng được, mà không thì cũng được. Và các bạn là bước cuối cùng thì các bạn có cần thêm cho xíu gia vị. Bột ngọt mình chín đó các bạn. Và các bạn đảo lên cho mình. Ok. Các bạn ơi, các bạn nhìn trời hôm nay này. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cực kỳ là nắng, nắng lắm, mùa hè đấy các bạn, tiếng ve kêu ra rả. Đó, thế mà trời thời tiết này mình ăn canh rau sắn thì ngon tuyệt vời các bạn ạ. Và đây là bát canh rau sắn của mình nha. Đó, bát canh rau sắn của mình nấu với xương gà đây các bạn, rất là ngon phải không các bạn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có món canh cực ngon trong những ngày hè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.